Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn claim free 250.000 token có kiểu là XLN các bạn. Thì con này nó trong chương trình bán hàng free sale nè các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn copy cái phần link dưới mô tả video của dự án nha các bạn. Video của mình các bạn mở địa chỉ YouTube của đất của mình ra nè các bạn. Thì những bạn nào mà trên điện thoại thì các bạn copy không được thì các bạn chia sẻ cái video mình lên Google Chrome, rồi các bạn copy nha các bạn, rồi bạn bấm vào một đáp nè, các bạn dán cái link dưới video mô tả của mình các bạn, bạn cho nút gỡ nè. Đây thì con này các bạn có thể claim free hoặc các bạn có thể mua token với giá từ 0 min là 0.01 BNB nha tất cả các bạn. Các bạn có thể mua hoặc là các bạn claim free thì mình hướng dẫn các bạn claim free, các bạn nhắm vào claim free nè. Trên đây thì các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha tất cả các bạn. Rồi tất cả mong nó chấp thuận nha tất cả các bạn. Anh tốn 0.005 BNB khoảng 0.3 USDT. Thì mình cũng đã về được hai mình về được 250.000 token XLN đó các bạn. Thì con này nó tổng cung của nó có 1 tỷ token à. 1 tỷ. Cũng khá là thấp nha các bạn. Hiện tại có 697 holder nè, trang web đang update nè. Thì mình các bạn copy con sắt của nó lên. Tất cả các bạn mở trình duyệt với chocolate mình ra nè. Các bạn chọn cho bao gạch nè. Bạn dán vào tất cả các bạn. Sao con sắt nó không phải ta? Nếu các bạn dán con sắt nó không ra thì các bạn bấm vào tự động thêm các đồng tiền nó quá nè. Các bạn dán đi chia hợp đồng vào nè. Tên để mình qua bên đó mình coi coi. Tên là token Safi Swap. Khoan các bạn chạy xíu luôn. Ký hiệu là XLN, số thấp phân là 0. Để bằng khoan các bạn tên các bạn dán vào nha các bạn. Ký hiệu là X SLN SLN số phân là 0 các bạn. Rồi bạn muốn làm xong rồi các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Các bạn lướt xuống các bạn có gặp không các bạn. Rồi mình đã nhận được 250 token để mình qua bên chat từ cái nó đó list sàn cho chơi game bên cái swap đi các bạn. Các bạn sao chép copy cũng chắc luôn. Và đáp nè. Ok, tất cả nó chưa cho chơi các bạn ơi. Khi nào nó cho chơi mình sẽ làm cái video thông báo cho tất cả các bạn nha. Vậy video mình thông báo cho các bạn đến đây. Hướng dẫn các bạn claim tất cả hết là nó đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.